Sau khi đường Vành Đai 2 được mở rộng tại phố Đại La, nhiều ngôi nhà trong ngõ bỗng dưng được ra mặt đường lớn. Đặc biệt xuất hiện một ngôi nhà rộng khoảng 15m² tại phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, có tới 4 mặt tiền. Đúng là thời tới cản không kịp. Hiện trạng ngôi nhà nằm trên một ốc đảo nhỏ rộng khoảng 100m² ven đường Vành Đai 2. Một mặt là phố Đại La, các mặt tiền còn lại hướng ra các đường ngõ bên trong. Ba mặt hướng ra đường lớn vẫn còn diện tích vỉa hè. Phía mặt ngõ phần vỉa hè dính vào góc nhà liền với đường đi. Mặt cắt ngang, ngôi nhà có dạng ngũ giác, không rõ đâu là hướng chính của ngôi nhà. Theo quy định của thành phố, dự án công trình trọng điểm Vành Đai 2, nhà phải dưới 15m² mới thu hồi. Ở mặt ngõ trong, số nhà ghi địa chỉ là 22 ngõ 128C Đại La và đang được một cửa hàng bán nông sản kinh doanh. Xung quanh ngôi nhà xuất hiện nhiều tấm biển cho thuê nhà. Ở mặt tiền phố Đại La, một biển số khác ghi là số 2 ngõ 128C Đại La. Ngôi nhà nằm tại một vị trí siêu đẹp trên trục đường Vành Đai 2 đang được mở rộng của thủ đô. Một số người dân trong khu vực cho rằng nếu ngôi nhà cải tạo thành quán cà phê, chắc chắn sẽ rất hút khách.